Trong cuộc sống, đôi khi không phải lúc nào chúng ta dè chừng hay nghi ngờ mọi việc xung quanh đều là tốt. Dẫu biết trên đời chuyện xấu, kẻ xấu vẫn tồn tại, nhưng đừng để sự nghi ngờ chiếm lấy cả tâm trí chúng ta và làm chúng ta thêm mệt mỏi. Vụ án hôm nay chính là một phần của vấn đề này. Để biết rõ hơn về những điều mình vừa nói, xin mời các bạn hãy cùng theo chân mình bước vào một chuỗi những vụ án khó lý giải ngay sau đây. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 30 tháng 5 năm 1992, một người công nhân nhà máy sơn tại Quý Dương, Cô Chu, sau khi tan ca tối đã chuẩn bị dọn dẹp đồ để trở về nhà. Vừa bước ra khỏi cổng nhà máy, cô chợt nhìn thấy phía xa có ai đó đang ngồi tựa lưng vào tường. Có vẻ người đó đã ngủ quên ở đây. Nhưng giờ trời đã tối, chỉ có công nhân thay ca. Còn lại, mọi người đều trở về, chứ ai lại ngủ ở đây làm gì? Thấy kỳ lạ, cô Chu tiến đến gần xem, thì tá hỏa ngã sụp xuống đất, hét toáng lên. Đó là một thi thể với hung khí vẫn còn cắm trên người. Nghe thấy tiếng hét, một số công nhân ở nhà máy đã chạy ra xem và ngay lập tức chạy đi báo cảnh sát. Đồn cảnh sát khu vực Thái Từ Kiều ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, sau khi nhận được trình báo đã lập tức có mặt tại hiện trường. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân đã bị tấn công bằng một vật sắc nhọn được xác định là con dao vẫn còn trên thi thể. Phần lưng của người quá cố dựa vào bức tường phía ngoài của xưởng sơn, hai chân duỗi thẳng, đầu lệch sang một bên, trên cơ thể bê bết máu. Ở ngực trái, hung thủ đã dùng dao sát hại và cắm vào người nạn nhân, làm nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Nhìn ngoại hình, cảnh sát đoán rằng nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun đơn giản và một chiếc váy, phần chân mang tất và giày. Trong chiếc tất của người quá cố, cảnh sát phát hiện có 21 tệ được nhét ở bên trong. Điều này cũng khá dễ hiểu vì vào mùa hè những năm 1990, phụ nữ mặc váy ở Quý Dương thường thích để những tờ tiền lẻ của mình theo cách này. Đồng thời, cảnh sát nhìn thấy nạn nhân còn đeo một chiếc đồng hồ hiệu Quý Châu trên tay trái. Tiền và đồng hồ trên tay trái của nạn nhân vẫn còn, vậy thì đây không phải là vụ giết người để cướp tài sản. Để tìm ra được chân tướng, bắt buộc việc đầu tiên của cảnh sát chính là xác định danh tính nạn nhân. Nếu không phải vì cướp tài sản, vậy có khả năng hung thủ là người quen biết của nạn nhân. Nhưng giữa hai người có quan hệ gì, người đã khuất là ai? Cảnh sát nhanh chóng thành lập một đội điều tra và chia nhau hỏi thăm những người dân xung quanh. Tuy nhiên, sau đó họ không thể thu thập được thêm thông tin gì khác. Không còn lựa chọn nào khác, cảnh sát phải thông báo về thông tin người mất tích trên đài truyền hình Quý Dương và bản tin buổi tối Quý Dương để tìm kiếm thân nhân của họ. Chỉ trong vài ngày, cảnh sát đã nhận được hàng trăm cuộc gọi báo mất tích, nhưng kết quả lại hoàn toàn không tương thích. Tưởng chừng sự việc sẽ không có thêm diễn biến mới. Nhưng chỉ một tuần sau, gia đình ông Vương đã đến trình báo về việc con gái mất tích hơn một tuần nay. Cảnh sát và gia đình ngay sau đó đã xác nhận được danh tính của nạn nhân. Quả thật, đó chính là con gái ông Vương. Nạn nhân được xác định là Vương Mai, 29 tuổi, từ thành phố An Thuận đến Quý Dương làm việc vài năm trước. Lúc này, cảnh sát nghĩ rằng biết được danh tính cũng đồng nghĩa với việc xác suất giải quyết vụ án sẽ rất nhanh chóng. Tuy nhiên, sau khi điều tra những người xung quanh Vương Mai, họ lại không phát hiện được bất cứ ai khả nghi. Vì là một người từ nơi khác đến, Mai có rất ít bạn bè, cũng không có họ hàng gần đây. Cách sống của Vương Mai cũng rất hòa đồng, hàng xóm không có ai có ác cảm gì với cô. Trong lúc vụ án của Vương Mai chưa được giải quyết xong, cảnh sát lại nhận thêm một trình báo khác về việc phát hiện thi thể phụ nữ trên đường sắt. Được biết, vào tối ngày 29 tháng 6, Sở Cảnh sát Thái Tử Kiều nhận trình báo một phụ nữ 30 tuổi bị sát hại trên cầu đường sắt số 2 trên đường cao tốc Quế Hoàng. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận nạn nhân bị tấn công bởi vật sắc nhọn, trên thi thể không có nhiều vết thương. Trên người vẫn mặc quần áo, trang sức, tiền mặt không bị lấy đi và không có dấu hiệu bị xâm hại. Điều bất ngờ hơn nữa là, giống như nạn nhân Vương Mai, trên thi thể này cũng có vết thương sâu ở ngực trái. Đây cũng là vết thương chí mạng khiến nạn nhân mất mạng. Trên đường ray gần nơi thi thể ngã xuống có rất nhiều vết máu bị dính và khô lại.
Cách thi thể khoảng 2 mét, cảnh sát tìm thấy một chiếc ô màu đen vẫn đang mở. Dựa vào hiện trường, cảnh sát đã lập luận như sau. Có hai khả năng của vụ án này. Thứ nhất, người phụ nữ đang đi trên đường về nhà thì vô tình gặp hung thủ và bị hắn chọn làm mục tiêu ngẫu nhiên để tấn công. Thứ hai là người phụ nữ và hung thủ có quen biết nhau, sau đó hắn dụ cô đến khu vực này và ra tay sát hại. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn, bởi vì khi phát hiện, cảnh sát thấy người phụ nữ không có dấu hiệu bị xâm hại, cũng không phải là mất tài sản giá trị, vậy chỉ có thể là tư thủ cá nhân. Qua điều tra, cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân. Người quá cố tên Lý Hoa, từ Khai Dương đến Quý Dương để buôn bán trái cây. Được biết, cô là người hoạt bát, tính cách vui vẻ, lại rất hiền lành, xung quanh không có ai ghen ghét. Hai vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Vào lúc 21 giờ 30 ngày 13 tháng 7, cảnh sát lại tiếp tục nhận được một thông báo khác. Người phát hiện lần này là một cảnh sát tuần tra. Khi người này đang đi kiểm tra xung quanh, anh ta phát hiện một thi thể nữ ở bờ sông cũng thuộc khu vực Thái Tử Kiều. Dựa vào ngoại hình, cảnh sát đoán rằng nạn nhân khoảng 30 tuổi, nguyên nhân tử vong cũng là do vết thương chí mạng ở ngực trái. Như hai vụ trước, nạn nhân không bị xâm hại hay bị cướp của. Trên túi quần phải của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một chiếc lắc tay nữ, phong cách ăn mặc khá đơn giản. Trên tay có nhiều vết chai sạn, chứng tỏ nạn nhân là người lao động chân tay. Điều tra khu vực quanh bờ sông, cảnh sát không thu thập được bất kỳ thông tin nào khác về người phụ nữ. Có nghĩa là nạn nhân có khả năng là ở khu vực khác. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y cho biết họ tìm thấy trong phần răng cửa đã bị nhiễm fluor. Mà những người mắc bệnh nhiễm fluor răng thường sống ở những khu vực có sản lượng than lớn. Kết quả, cảnh sát đã phải mất hơn nửa tháng để đi đến khu vực đã khoanh vùng. Đi bộ hàng chục dặm đường núi, cuối cùng tại ngôi làng ở Lưu Trì, họ đã tìm ra danh tính của người đã khuất, Đới Phi, 31 tuổi, biệt danh là Máy Bay Lớn. Trong hơn một tháng, ba phụ nữ trẻ bị sát hại ở khu vực Thái Tử Kiều, khiến người dân ở đây vô cùng sợ hãi và gia tăng áp lực giải quyết vụ án cho cảnh sát. Tổng hợp 3 trường hợp này, cảnh sát đã liệt kê lại những điểm chung sau. 1. Hiện trường vụ án đều ở những điểm vòng cung của những con đường cong, tức là kẻ sát nhân có thể nhìn rõ người đi bộ đến từ cả hai hướng, nhưng người đi bộ khó nhìn thấy kẻ sát nhân. 2. Sau khi khám nghiệm pháp y, các nạn nhân đều bị dùng dao nhọn tấn công vào giữa xương sườn thứ 2 và thứ 3 trên ngực trái, lưỡi dao đi theo hướng từ trên xuống dưới, chứng tỏ hung thủ cao lớn và tàn nhẫn. 3. Vụ án xảy ra vào khoảng 22 giờ. Những người thiệt mạng đều là những người phụ nữ trẻ từ nơi khác đến Quý Dương, nhưng không ai trong số họ từng bị tấn công tình dục hoặc bị cướp trước khi tử vong. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, cảnh sát đã hợp nhất 3 vụ án thành một cuộc điều tra và thành lập một đội đặc nhiệm. Trong lực lượng đặc nhiệm, tuy ai cũng tìm thấy điểm tương đồng giữa 3 vụ án mạng, nhưng điều kỳ lạ là những người tử vong không hề có quan hệ họ hàng với nhau. Vụ án vẫn như con diều đứt dây, không thể liên kết được kẻ sát nhân. Những màn sương mù này khiến hàng loạt vụ án sát hại người đi vào ngõ cụt trong cuộc điều tra. Các bạn có nghĩ lập luận ban đầu của cảnh sát về mối liên quan của nạn nhân và hung thủ là sai không? Vì cả ba nạn nhân không liên quan gì đến nhau, vậy có thể nào tên sát nhân là một kẻ biến thái và cuồng sát không? Nghĩa là hắn chỉ ra tay ngẫu nhiên với những người mà hắn gặp. Để biết được chân tướng vụ việc, chúng ta phải cùng cảnh sát đào sâu ở rất nhiều góc cạnh khác nhau. Song song với việc điều tra về ba vụ án, cảnh sát cũng lập thêm nhiều chốt bảo vệ và tuần tra khu vực Thái Tử Kiều. Thế nhưng, vẫn không ghi nhận được thêm manh mối nào. Ngỡ rằng vụ án đã đi vào ngõ cụt, thì đến trưa ngày 25 tháng 7, cảnh sát Quản Lâm từ đồn cảnh sát Thái Tử Kiều mang manh mối đến cho tổ điều tra. Bệnh viện Công Nhân, nay là Bệnh viện Nhân dân số 4 của Quý Dương, đã từng chữa trị một phụ nữ bị thương ở ngực. Ở ngực sao? Một điều tra viên nghe vậy liền thốt lên. Đối mặt với manh mối thu được bằng cách mò kim đáy bể, cảnh sát trở nên phấn khích. Sau nửa ngày tìm kiếm, cảnh sát Trần Tinh Ngân, cảnh sát viên trong đội điều tra đã tìm thấy cô gái trẻ tên Châu Lợi, người đã chữa trị trong bệnh viện. Lúc này, cô đang ở trong một căn nhà cho thuê. Châu Lợi cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 5, cô bị ba thanh niên chặn lại và cướp
trên đường từ Quý Hồi về nhà. Một thanh niên nhìn thấy cô chống cự đã dùng dao nhọn tấn công cô. Châu Lợi nhấn mạnh cô không hề biết ba người đàn ông thực hiện vụ cướp. Lời nói của Lợi dường như không có liên quan gì đến vụ án sát hại ba người còn lại. Nhưng cảnh sát luôn cảm thấy sự thật không như những gì Châu Lợi nói. Và Lợi là người sống sót duy nhất trong bốn vụ án tấn công sát hại người. Có lẽ chỉ có cô mới có thể mở được cánh cửa đầy sương mù này. Nghĩ vậy, ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã một lần nữa quay trở lại nhà của Châu Lợi. Khi thấy cảnh sát lại đến, Châu Lợi tỏ vẻ rất khó chịu. Cả một buổi chiều trôi qua, cô vẫn khẳng định kẻ tấn công cô ngày hôm đó là ba thanh niên cướp của kia. Tuy nhiên, lần này Lợi lại nói số tiền cướp không khớp với lời nói hôm qua của mình. Thậm chí, đến tình tiết của vụ cướp cũng không hề giống với lời khai trước đó Lợi nói với cảnh sát. Những chi tiết không thể giải thích được này khiến cho cảnh sát tin chắc rằng Châu Lợi nhất định có liên quan đến những vụ án kia. Cảnh sát cũng vì vậy mà tiếp tục lấy lời khai của cô đến 7 giờ tối. Nhận thấy bản thân không thể che giấu thêm được nữa, Châu Lợi cuối cùng đã chịu nói ra sự thật. Lợi kể, người tấn công cô không phải ba thanh niên kia mà là một người đàn ông trung niên tên là Trần Đức Lâm. Thời điểm gây án không phải đêm ngày 5 tháng 5 mà là đêm ngày 5 tháng 6. Tối hôm đó, địa điểm xảy ra vụ án không phải đường Quý Hồi mà là ngã ba đường tại Viện Công nghệ Quý Châu. Châu Lợi nhớ lại, sau 9 giờ tối ngày 5 tháng 6, cô vô tình gặp Trần Đức Lâm ở cầu Thái Cực. Bởi vì Châu Lợi trước đây từng mở một nhà hàng ở An Thuận nên cô có quen biết với Trần Đức Lâm. Lúc đầu cô cũng không tính nói gì, nhưng vì dì của Lợi là bạn gái của Lâm nên cô lên tiếng hỏi thăm trước. Cô đã từng giới thiệu dì của mình với Trần Đức Lâm, sau đó hai người bọn họ quen nhau. Đã lâu không gặp dì, vậy nên nhân lúc gặp lại Lâm, Châu Lợi đã hỏi thăm tung tích dì. Trần Đức Lâm nói rằng dì của Lợi đang ở trong một căn nhà tạm gần Viện Công nghệ Quý Châu, nơi anh ta thuê và yêu cầu Chu Lợi đi cùng. Lợi nghe vậy đã đi theo Lâm đến một con đường cong gần Viện Công nghệ Quý Châu. Đang đi, bỗng Lâm đứng lại, quay người và dùng dao tấn công vào ngực trái của cô, làm cô ngã xuống đất, không đứng dậy được nữa. Lúc mơ màng, cô cảm thấy Trần Đức Lâm đang dùng tay kiểm tra hơi thở của mình, rồi bỏ chạy. Bị thúc đẩy bởi khát vọng sống, Châu Lợi chật vật bò vào lề đường. Tình cờ có người đi ngang qua, nhìn thấy cô đầy máu. Họ vội dừng một chiếc ô tô và đưa cô đến bệnh viện công nhân để cấp cứu. Sau khi nghe câu chuyện, cảnh sát đã đưa Châu Lợi vào phòng, sau đó kiểm tra vết thương. Cảnh sát đã dùng một sợi bông mỏng để đo vết sẹo trên ngực Châu Lợi. Nó chính xác là 4,2 cm. Vết thương này trùng khớp với vết thương trên ngực của ba cô gái trẻ bị tấn công kia. Kỹ thuật ám sát cũng giống nhau. Về cơ bản, có thể xác định Trần Đức Lâm có khả năng có liên quan đến ba vụ án kia. Có được thông tin quan trọng, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn và điều tra những mối quan hệ xung quanh của Trần Đức Lâm trước tiên. Châu Lợi, quê ở thành phố An Thuận, cô cho biết cô đã gặp Trần Đức Lâm ở nhà ga xe lửa. Lâm tự nhận là quân nhân xuất ngũ, hiện đang làm kinh doanh, rất hào phóng và có quan hệ thân thiết với nhiều phụ nữ trẻ trong khu vực. Cũng chính lúc này, cảnh sát điều tra danh sách tội phạm tại An Thuận, họ đã phát hiện ra những tình tiết đáng nghi khác. Một năm trước, một vụ án sát hại tương tự đã xảy ra ở An Thuận. Ngày 27 tháng 7, cảnh sát An Thuận báo vụ án này cho đội điều tra. Đây cũng chính là vụ án họ chưa giải quyết được. Đó là vụ án từng xảy ra lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1991, tức là hơn một năm trước. Vào thời điểm đó, tại một khu vực hình vòng cung ở thị trấn Hoa Nhan, thành phố An Thuận, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 20 tuổi thiệt mạng ở đường sắt. Mặc dù bị tấn công nhiều nhát nhưng vết thương chí mạng lại nằm ở ngực trái, rộng 3 cm. Vụ án xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm trước. Xét về địa điểm đã chọn, phương thức phạm tội và thời điểm phạm tội, cảnh sát đánh giá vụ án ở An Thuận tương tự như 4 vụ án tấn công sát hại người xảy ra ở khu vực Thái Tử Kiều. Phải chăng đều do Trần Đức Lâm thực hiện? Dù chưa biết là suy luận của mình đúng hay sai, cảnh sát vẫn chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục điều tra về Trần Đức Lâm, nhóm còn lại thì đi vây bắt hắn. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Lâm đã đến An Thuận 2 năm trước và thuê một căn nhà tạm bợ gần ga xe lửa. Các bạn có nhớ, lúc đầu Châu Lợi nói rằng gặp Lâm, hắn ta giới thiệu mình có rất nhiều mối quan hệ với nữ giới không? Vì vậy, cảnh sát đã tìm kiếm xung quanh khu vực này và biết được
có vài phụ nữ trẻ có mối quan hệ chặt chẽ với Trần Đức Lâm gần ga xe lửa An Thuận. Qua mô tả, cảnh sát xác định Lâm cao khoảng 1m80, nói giọng miền Nam, đeo một cặp kính và thích mặc một chiếc quần quân đội. Tuy nhiên, các cô gái trẻ có cách mô tả khác nhau về đặc điểm khuôn mặt của Trần Đức Lâm. Để thống nhất vẻ ngoài của Lâm, viên cảnh sát nghĩ ra cách mời giáo viên mỹ thuật của trường nghệ thuật tỉnh An Thuận thực hiện các bức chân dung theo mô tả của nhân chứng. Sau đó thì tiếp tục sửa đổi, chỉnh sửa cho đến khi bức chân dung được hơn 10 phụ nữ trẻ nhận ra. Ngay sau khi bức chân dung được phác họa xong, cảnh sát đã mang nó về Quý Dương và phát thông báo cho nhiều sở công an, đồn, khách sạn, ngã ba đô thị, ngoại ô và những nơi khác ở Quý Dương, hy vọng người dân sẽ cung cấp manh mối. Đồng thời, cảnh sát cũng sử dụng phương pháp điều tra thô sơ nhất, mời những người phụ nữ trẻ quen với Trần Đức Lâm từ An Thuận đến Quý Dương, đồng thời yêu cầu 3 nhóm cảnh sát đưa họ đi tuần tra biển người ở các ga tàu, bến xe và công viên khác nhau mỗi ngày, hy vọng tìm ra dấu vết của Trần Đức Lâm. Đã hơn nửa tháng trôi qua, cuộc điều tra vẫn không có gì tiến triển. Ngày 18 tháng 8, ngày thứ 45 kể từ khi đội đặc nhiệm được thành lập, hơn 20 chiến sĩ công an xử lý vụ việc vẫn chưa về nhà. 18 giờ ngày 18 tháng 8, một thành viên đội báo chữa liên hợp từ đồn cảnh sát đường Sa Sung bất ngờ đưa ra manh mối. Khi đang kiểm tra khu dân cư tạm thời trong khu vực của mình, chủ nhà số 96 Dự Thiên Ba báo cáo rằng người đàn ông thuê nhà trông rất giống như bức chân dung cảnh sát thông báo. Cảnh sát nhanh chóng tiếp nhận thông tin và có mặt tại số nhà 96 Dự Thiên Ba thì thấy một người đàn ông đeo kính, mặc quần bộ đội, cao khoảng 1m80, đang vo gạo ở cửa. Một viên cảnh sát vờ bước đến hỏi đường, khi người đàn ông trả lời thì nói bằng tiếng địa phương Vân Nam. Đến lúc này, họ đã chắc chắn đến gần 100% người đàn ông đó là Trần Đức Lâm. Nên cuối cùng, cả đội đã liên hợp lao vào đánh người đàn ông đó ngã xuống đất. Một viên cảnh sát đã dùng súng đe dọa người đàn ông, làm cho anh ta không dám cử động. Cảnh sát đưa người đàn ông lên phòng anh ta và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Diện tích căn phòng thuê này không quá rộng, nên khi tìm kiếm, cảnh sát đã ngay lập tức tìm thấy một con dao nhọn một lưỡi dài 20cm nằm trên sàn nhà. Từ hình dáng của con dao, có thể cơ bản kết luận đây là hung khí mà hung thủ đã dùng để sát hại và làm bị thương 4 phụ nữ trẻ gần đây. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được ở trên người Lâm có một tấm vé tàu đi Tây An vào tối hôm sau. Khoảng 6 giờ 40 phút, cảnh sát áp giải người đàn ông này về đội cảnh sát hình sự, công an quận Nam Minh. Họ không vội thẩm vấn mà mang bát thức ăn cho anh ta ăn trước. Một giờ sau khi thảo luận về chiến lược thẩm vấn, cảnh sát mới bắt đầu thẩm vấn người đàn ông. Không ngờ, người đàn ông đó lại nói thẳng với cảnh sát mà không hề sợ sệt. Tôi tên là Trần Đức Lâm. Tôi đã giết chết những người ở cửa nhà máy sơn và những người trên cầu đường sắt. Tôi đã giết máy bay lớn. Tôi đã ra tay với người phụ nữ ở nhà máy sản xuất pin. Tôi đã sát hại người ở An Thuận. Cảnh sát không ngờ tên giết người này chưa đánh đã khai, thậm chí là còn khai rất bình tĩnh và rõ ràng. Hóa ra, Trần Đức Lâm không phải tên thật của hắn. Tên thật là Trần Đức Tiêu, biệt danh là Trần Béo. Hắn ta là người gốc ở thị trấn Trấn Quản, huyện Nham Sơn, tỉnh Văn San, Vân Nam. Không chỉ những lần phạm tội này mà trước đây hắn đã từng gây ra rất nhiều tội trạng lớn nhỏ khác nhau. Vì đã biết họ tên thật của hắn nên từ giai đoạn này mình sẽ gọi hắn là Trần Đức Tiêu nhé các bạn. Theo như hồ sơ tòa án, từ năm 1972 đến năm 1974, Tiêu lừa 5 đội sản xuất ở quê nhà, số tiền 9.550 nhân dân tệ, dưới danh nghĩa giúp dân làng mua phân bón. Vào những năm 1970, mức lương trung bình chỉ có 20 đến 30 nhân dân tệ một tháng, nên 9.550 nhân dân tệ là con số rất lớn. Cảnh sát chỉ thu hồi được 3.250 nhân dân tệ, số còn lại đã bị hắn tiêu xài phung phí. Từ năm 1973 đến năm 1974, Trần Đức Tiêu đã phạm các tội như bán tiền giả, trộm cắp và tụ tập người đánh bạc. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1974, Tòa án huyện Nham Sơn đã kết án Tiêu 20 năm tù. Năm 1980, bản án của Tiêu được giảm do kết án quá mức và hắn được thả vào năm đó. Trần Đức Tiêu có một người bạn tên Lưu ở tỉnh Văn Sơn. Anh trai của Lưu đã mở một công ty tên là China Spark và Lưu phụ trách chi nhánh tỉnh Văn Sơn. Vì có mối quan hệ tốt với Trần Đức Tiêu,
nên Lưu đã cấp cho Tiêu giấy phép lao động cho chi nhánh Tây Nam của công ty Spark Trung Quốc. Trần Đức Tiêu khi đó đang sống trong nhà của Lưu. Tối ngày 3 tháng 7 năm 1989, Trần Đức Tiêu lại đến nhà Lưu, lần này là để lấy tiền. Tiêu là người đã sống ở nhà Lưu một thời gian, nói với Lưu rằng anh ta sẽ mang một mẻ Gastrolia Elata. Nó là một loại thảo dược từ Quý Châu và bán nó cho nhà máy dược phẩm Chạy Lan Đồn ở Nội Mông, nơi anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lưu đã vô cùng tin tưởng bạn mình. Anh ta lấy 118.000 nhân dân tệ tiền mặt từ nhà và đưa cho Trần Đức Tiêu. Làm sao Lưu biết rằng mình đã bị Tiêu lừa, sau đó hắn đã ôm tiền và bỏ chạy. Từ lúc lấy được tiền của Lưu và bỏ trốn, Tiêu đã tiếp tục công việc lừa đảo của mình ở nơi khác. Vào tháng 9 năm 1989, Trần Đức Tiêu đến ở tại khách sạn Quy Di ở thị trấn Trường Trinh, Tân Dự. Tiêu ở đây hơn một tuần. Khi ra ngoài, hắn nói với chủ khách sạn tên Viên Mai rằng mình không tiện cầm tiền mặt nên đưa hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của mình cho Mai để giữ dùm. Sau khi trở về, Trần Đức Tiêu lại tiếp tục nói với Mai rằng người quản lý chi nhánh Tây Nam của công ty Spark China nơi hắn đang làm việc là anh trai hắn và hắn đang kiếm được rất nhiều tiền. Nếu gia đình Mai gặp khó khăn, hắn có thể cho cô vay không lãi suất. Khi đó Mai sắp mua nhà nên đã hỏi Trần Đức Tiêu vay 5.000 nhân dân tệ. Tiêu nghe vậy cũng sẵn sàng đồng ý, nhưng hắn ta nói rằng hắn đã cho gia đình họ Trần và gia đình họ Trịnh gần đó vay hai khoản tiền và chỉ có thể cho Mai vay 3.000 nhân dân tệ và hứa sẽ cho Mai thời hạn trả số tiền này vào cuối tháng 6 năm sau. Vào cuối tháng 6 năm sau, Trần Đức Tiêu trở lại Tân Dự và các gia đình Mai, Trần và Trịnh cũng giữ lời hứa lần lượt trả lại số tiền cho hắn ta. Sau khi nhận tiền, Tiêu lại nói rằng mình muốn kinh doanh dược liệu Panax Noto Ginseng. Hắn cũng đã ký hợp đồng cung cấp và mua bán trị giá 300.000 nhân dân tệ với nhà máy dược phẩm Trâm Giang. Nếu ba gia đình Mai, Trần và Trịnh đồng ý, bọn họ có thể đến Vân Nam để cùng nhau mua Panax Noto Ginseng và cùng nhau kiếm tiền. Dưới sự dẫn lối của tiền tài và niềm tin với Tiêu, Mai đã bị dụ dỗ. Mai và hai người khác đã theo Trần Đức Tiêu đến Vân Nam để kinh doanh. Ba người đã bị rơi vào cái bẫy do Tiêu cẩn thận giăng ra một năm trước. Quả thật, Tiêu đúng là kẻ danh ma và tính toán kỹ lưỡng, đúng không các bạn? Vào ngày 10 tháng 8, Tiêu đưa Mai và những người khác đến Côn Minh và ở trong một khách sạn. Trưa ngày 12 tháng 8, Mai đang ngủ trong khách sạn thì bị Tiêu đánh thức. Hắn nói, anh trai tôi cần 150.000 nhân dân tệ để mua thuốc lá. Anh ấy vẫn còn thiếu 50.000 nhân dân tệ, cô có thể cho anh ấy vay một ít tiền trước được không? Sau khi nghe vậy, Mai không hề do dự mà đưa cho Tiêu vay 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Thậm chí lúc này, Trần Đức Tiêu còn chủ động viết giấy cam kết trả nợ cho Mai. Với con dấu màu đỏ của chi nhánh Tây Nam của công ty China Xinhua trên đó, nói rằng nếu có bất kỳ lý do gì, Mai có thể trực tiếp đến công ty để đòi nợ. Nhận thấy Tiêu là người kỹ tính và rõ ràng nên Mai cũng vô cùng yên tâm. Nhưng sau khi Trần Đức Tiêu rời khách sạn vào ngày hôm đó, mãi đến 9 giờ tối vẫn không thấy quay lại, Mai đã nói với hai người khác về việc Tiêu vay tiền. Bất ngờ, cả hai cũng lấy giấy nợ tương tự như hắn viết cho Mai. Lý do như nhau, mỗi người bị lấy đi 5.000 nhân dân tệ và 5.800 nhân dân tệ tiền mặt. Họ lúc này mới bắt đầu có chút lo lắng, một suy nghĩ cũng vút ra. Liệu Trần Đức Tiêu có phải kẻ nói dối không? Cuối cùng, nỗi lo lắng này đã được khẳng định bằng sự biến mất mãi mãi của Trần Đức Tiêu. Sau đó, vì từng kinh doanh lưu huỳnh ở An Thuận và quen thuộc với tình hình ở đây, nên sau khi lừa Mai và những người khác từ Côn Minh, hắn ta đã trốn đến An Thuận và thuê một căn nhà gần ga xe lửa để định cư. Bởi sự chi tiêu hào phóng của hắn nên nhiều phụ nữ ở địa phương ở độ tuổi 20 đến 30 thích kết giao với Tiêu. Nhưng ở đây, hắn dùng một tên gọi khác để trò chuyện với họ, đó là Trần Đức Lâm. Vào tháng 5 năm 1991, Trần Đức Tiêu gặp Tiểu Ngũ thông qua một người khác ở An Thuận. Tiểu Ngũ khoảng 20 tuổi và rất thân thiết với Tiêu, hắn cũng là kẻ chuyên bắt cóc và buôn bán phụ nữ. Do không có tiền đi chơi, Tiểu Ngũ đã vay tiền từ Tiêu bởi bản tính hào phóng mà Tiêu thể hiện bên ngoài và hứa rằng sau khi nhận được tiền từ việc bắt cóc phụ nữ, Tiểu Ngũ không chỉ trả lại chi phí đã vay từ Tiêu mà còn chia sẻ số tiền bắt cóc đó.
Trần Đức Tiêu nghe vậy cực kỳ hài lòng, hắn cũng rất hào phóng, giữ Tiểu Ngũ ở nhà, bao ăn bao ở, đồng thời cho Ngũ mượn 2.000 nhân dân tệ và sau đó là 5.000 nhân dân tệ để đi lại. Tuy nhiên, sự hào phóng của Trần Đức Tiêu đối với Tiểu Ngũ đã không nhận lại kết quả như Ngũ đã hứa. Tiểu Ngũ thậm chí còn không trả lại số tiền đã vay. Kết quả là hai người thường xuyên cãi vã. Tiêu tin rằng mình đã bị lừa nên vô cùng tức giận. Theo những gì mà Trần Đức Tiêu nói sau khi bị bắt giữ vào tháng 6 năm 1991, hắn ta nghe được từ một người bạn ở An Thuận nói rằng Tiểu Ngũ rất ghét hắn ta và muốn lừa hắn ta vào Quý Dương, sau đó ra tay kết liễu hắn. Vì vậy, Trần Đức Tiêu ra tay trước. Khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 6, Tiểu Ngũ đã đến gặp Trần Đức Tiêu. Tuy nhiên, Tiêu đã lừa Tiểu Ngũ đến nhà một người bạn để lấy hơn 10.000 nhân dân tệ. Khi hai người đi đến đường sắt cong, Tiêu nhận thấy xung quanh không có ai nên đã ra tay sát hại Tiểu Ngũ. Và nạn nhân này cũng chính là vụ án mà cảnh sát An Thuận từng không điều tra ra được đấy các bạn. Sau khi tham khảo bản ghi cuộc thẩm vấn Trần Đức Tiêu vào năm 1992 bởi đội cảnh sát hình sự của Văn phòng Công an quận Nam Minh, cảnh sát nhận định rằng Trần Đức Tiêu đã sát hại liên tiếp 4 người phụ nữ ở khu vực Thái Tử Kiều, trong đó có một người may mắn thoát nạn. Tất cả chỉ vì họ đã chạm trán với hắn ta ở khu vực Thái Tử Kiều. Trần Đức Tiêu vốn có bản tính đa nghi, lại sợ vụ sát hại Tiểu Ngũ ở An Thuận bị bại lộ nên đã ra tay tàn sát mà không suy nghĩ. Trần Đức Tiêu giải thích trong bản ghi chú của mình, vào tối ngày 30 tháng 5 năm 1992, hắn ta gặp Vương Mai ở gần cầu Thái Tử. Vương Mai là một người phụ nữ hắn từng gặp ở Quý Dương. Thấy người quen, Mai cũng bắt chuyện và đùa giỡn. Sau đó cô nói rằng cô ấy muốn đến nhà Trần Đức Tiêu. Lúc đầu, Tiêu liên tục từ chối, nhưng Vương Mai liên tục nài nỉ, khiến hắn phải giả vờ đưa cô đi. Trên đường đi, Trần Đức Tiêu nghĩ rằng nếu Vương Mai biết nơi hắn sống, vụ giết Tiểu Ngũ ở An Tây có thể bị phát hiện và cảnh sát sẽ sớm tìm ra hắn ta. Vì vậy, giữa con đường quanh co, Trần Đức Tiêu đã tấn công Vương Mai bằng con dao mà hắn mang theo. Đến tối ngày 5 tháng 6, Tiêu gặp Châu Lợi ở công viên Hà Bình. Châu Lợi từng mở một nhà hàng ở An Thuận và quen biết với Tiêu. Cô đến Quý Dương vào năm 1992 để kinh doanh. Châu Lợi hỏi Trần Đức Tiêu rằng cảnh sát An Thuận đã đến nhà Châu Lợi để tìm kiếm tung tích của hắn ta. Vụ sát hại Tiểu Ngũ có liên quan đến hắn ta không? Châu Lợi cũng hỏi thêm có phải dì của cô đã bị cảnh sát nhốt vì có quan hệ tình cảm với Tiêu hay không? Trần Đức Tiêu khi nghe thấy điều này đã rất sốc và ngay lập tức dỗ dành Châu Lợi, nói rằng dì của cô đang tạm thời ở Học viện Công nghệ Quý Châu và có thể đưa Châu Lợi đến thăm. Tin rằng đó là sự thật, Châu Lợi đi đến khu vực cong của Viện Công nghệ Quý Châu và bị Trần Đức Tiêu tấn công, làm bị thương nặng và suýt chút nữa mất mạng. Tối ngày 29 tháng 6, Tiêu gặp Lý Hoa. Hắn và Châu Lợi đã gặp Lý An trước đó tại nhà của họ ở An Thuận, nên ba người hầu như đã quen biết nhau. Khi đó Lý Hoa cũng chỉ hỏi qua loa rằng Châu Lợi đâu? Thế nhưng với một tên đa nghi như Tiêu, hắn ta lại nghĩ về Châu Lợi mới bị mình sát hại, lo Lý Hoa sẽ vạch trần tung tích của hắn cho cảnh sát nên đã lừa cô, giết cô trên cầu sắt số 2, lộ Quế Hoàng. Chiếc ô đen mà Lý Hoa cầm trên tay cũng là do Trần Đức Tiêu đưa cho cô. Tiếp theo đó là vào tối ngày 13 tháng 7, Tiêu gặp máy bay lớn, hay chính là Đới Phi. Nạn nhân cuối của vụ thảm sát đang đi lang thang trong rạp chiếu phim Triều Dương. Máy bay lớn trước đây đã từng gặp vợ của Tiểu Ngũ ở An Thuận. Cô ấy không biết rằng Tiểu Ngũ đã bị sát hại nên thản nhiên hỏi: Tiểu Ngũ, người hay đi cùng anh đang ở đâu? Và các bạn cũng đoán được rồi đúng không? Tên cuồng đa nghi này lại suy nghĩ lo lắng việc mình sát hại Tiểu Ngũ sẽ bị bại lộ nên đã lừa máy bay lớn và giết chết cô. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1992, Trần Đức Tiêu, 42 tuổi, bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Quý Dương xử tử. Vụ án lần này có một phần giống như mình đã nói lúc đầu, đôi khi con người đa nghi quá cũng không tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ trong vụ án này, vì thực tế bản chất trong hung thủ đã là một kẻ tàn nhẫn và hết sức dối trá. Qua đó, đây cũng là hai bài học cho chúng ta về việc sống tử tế và bớt đa nghi với mọi thứ xung quanh. Không phải chỉ để tránh việc gây ra những tội lỗi không đáng có
mà còn là giúp chúng ta suy nghĩ ít đi. Bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hình phạt dành cho hung thủ ngày hôm nay có phải là bản án xứng đáng? Hãy để lại cho chúng mình một ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để cùng theo dõi những vụ án trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.